Giới chức Mỹ đã ban bố cảnh báo nắng nóng đối với hơn 100 triệu người trên khắp cả nước, trong bối cảnh nhiều thành phố tại đây đang chuẩn bị đối mặt với mức nhiệt cao kỷ lục. Tại các khu phố ở Washington DC, Boston và Massachusetts, người dân đang chống lại cái nóng oi bức bằng cách sử dụng các vòi phun nước để giữ bản thân mát mẻ. Tại các thành phố Baltimore và Philadelphia, nhiệt độ được dự báo sẽ chạm ngưỡng kỷ lục gần 38 độ C. Trong khi đó, cơ quan thời tiết cũng dự đoán nhiệt độ sẽ tăng lên tới mức gần 38 độ C ở các bang như Idaho, Montana và Wyoming, cao hơn mức bình thường vào thời điểm này trong năm. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cũng cho biết các tiểu bang Nebraska và Kansas cũng sẽ trải qua tình trạng nắng nóng gay gắt trong ngày hôm nay. Các quan chức Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo về điều kiện thời tiết nguy hiểm ở khu vực Philadelphia, nơi độ ẩm cao có thể khiến chỉ số nhiệt tăng lên hơn 41 độ C.